Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép ạ. Hôm nay bên em xin giới thiệu các bác một cái lô vàng cơ lai số, vàng cơ lai số IM OK88, một trong những cái dòng vàng cơ lai số phải nói là xuất sắc nhất hiện nay, xuất sắc hơn rất rất nhiều những cái dòng vàng cơ mà các bác biết được hiện nay trên thị trường. Những dòng vàng cơ như Gutin là gọi là đỉnh đám được, nhưng mà đứng cạnh em này thực sự là không có tuổi. Em không phải là em dìm vô tin, nhưng mà thực sự đây là một con vang cơ nó hay cực kỳ luôn, khẳng nói là thế. Nó một con vang cơ này năm ngoái, nếu như các bác để ý rằng năm ngoái bên em đã bán rất nhiều, tuy nhiên là mỗi lần nó về được cái nhỏ giọt, tức là cái nguồn hàng nó rất là hạn chế. Lần thì về được 20 con, lần nhiều lắm là được 20 mấy con đấy. Bán xong cảm giác nó rất là thèm, phải nói là thèm. Và rất nhiều anh em thợ trên chợ khi mà thấy em bán cái này là cứ hỏi mua để nhập thợ, vì là các bác đã bán những dòng vàng cơ này rồi và cảm giác khi mà hết cái dòng vàng này phải nói là rất thèm và rất hiếm gặp, phải nói là thế, phải dùng cái từ là thèm, tại vì dòng vàng này nó hay kinh khủng luôn. Nhìn vô cái phần nội thất của nó các bác phải nói rằng là mê mê cả về nội thất, về chất âm, về tất cả mọi thứ. Con vàng này không có một điểm nào để chúng ta có thể là gọi là chê được nơi con vàng này đấy. Cái phần nội thất của nó đây này, chúng ta thấy này, nó bo của nó gồm 2 tầng các bác ạ, 2 tầng men, 1 tầng trên là để xử lý phần EQ, phần dưới là xử lý phần tín hiệu nhạc. Kinh khủng không, các bác chưa bao giờ thấy một con vang nào mà nó đến phần nội thất của nó đến 2 tầng men đến như con vang này, phải nói là con vang cực kỳ là chất lượng luôn. 2 tầng luôn. Cái con mà vang mà nhiều tiền mà nổi tiếng như Gutin hiện nay, nó là vang cơ, nó cũng chỉ 1 tầng men thôi nhé, tầng men thôi, mà phần nội thất của nó không nhiều linh kiện như con này, phải con này phải là cực kỳ là chất lượng, phải nói con vàng không thể gọi là không thể chê vào một điểm nào. Nếu mà nói về dòng vàng cơ lai số về trong gia đình, con này không có một điểm chê, phải nói là con vàng như thế xuất sắc trong khu tầm giá. Phải nói thế này để các bác hiểu được cái tâm trạng của bên em khi mà nhập được cái lô vàng này, phải nói thế. Đầu năm nay triển lãm về Pro Sao bên Trung Quốc, tức là về tập hợp tất cả những cái đơn vị sản xuất về âm thanh ở tại Trung Quốc, thì bên em cũng đã có người tham dự bên đó, và em không cần cái gì cả, em đi tìm cái hãng này các bác ạ, tìm cái hãng này để em làm việc với họ, để em nhập cái dòng vàng này, để em làm thế nào, em làm phân phối độc quyền của cái dòng vàng này ở trong Việt Nam, tức là em nhập về em phân phối lại cho các bác. Tại vì cái nguồn hàng bãi nó rất là ít, nhưng mà nó lại hạn chế là nó không đều và ít. Đấy, mà cái dòng vàng này cái nhu cầu thị trường thì nó kinh khủng luôn, kinh khủng, mà nó rất là hay. Phải nói là rất nhiều những cái bác là đã mua về dùng xong hàng xóm răng hát, con vàng gì hay thế. Nếu con vàng cơ lai số chỉ cho vài đường chỉnh, thấy chỉnh được bằng cơ, các bác đều giới thiệu cho bạn bè. Mà thực sự là khi năm ngoái là khi nhập về một lô hàng của em bán thì trong vòng có mấy ngày là hết sạch sành xanh luôn, mà rất là thèm cái dòng vàng này. Em luôn luôn là dặn những cái đầu mối cung cấp hàng của bên em ở bên thị trường bên Trung Quốc ấy, gặp vàng này là lấy cho em. Đấy, luôn luôn là dặn như thế. Đấy, cho nên mà khi mà gặp những cái vàng này bao nhiêu em ôm, và lần này em khẳng định các bác em ôm được một cái lô vàng phải nói là khổng lồ. Đấy, khổng lồ luôn, gần 200 con lô này. Phải nói nếu như những cái dòng vàng khác, lô này 200 con nó chưa là gì, nhưng đối với lô vàng IM này mà ôm được một lúc 200 con khẳng định các bác là phải nói là khổng lồ, tại vì không bao giờ có được một số lượng nó nhiều như thế. Cho nên mà khi mà nhập được cái lô hàng này phải nói là cái tâm trạng của em sướng, mà hôm nay phải nói là sướng và thỏa mãn, phải nói là thế. Tại vì là lần này thoải mái để em bán và thoải mái giới thiệu cái dòng vàng này. Phải nói là đây, trước khi đi đó là gọi là nói sơ bộ và đi chi tiết hơn về cái dòng lo vang IM này. IM này thì các bác đều đã biết rồi, đấy, IM vang IM, mic IM, loa IM quá nổi tiếng rồi. Đây là một cái thương hiệu của Đức các bác nhá, của Đức, mà nhà máy thì đầy thôi đặt tại Trung Quốc rồi, không cần nói ở đâu em không quan trọng, nhưng mà đây là một con vang phải nói là chất lượng cực kỳ luôn. Bác nào mà muốn hướng dẫn cài đặt thì các bác có thể click lên cái đường trên, đường link phía trên đầu em đấy, trên đầu bên tay phải màn hình đấy, em đã hướng dẫn cài đặt trên đó là cho các bác xem trên đó. Con này nó cài đặt được 8 chế độ effect đấy, 8 chế độ effect, các bác có thể bấm chọn chế độ 1, 2, 3, 4 để chúng ta hát giống như là ấy, chọn kênh TV thôi. 4 chế độ của nhạc, chúng ta bấm chọn 1, 2, 3, 4 giống như đấy. Đấy. Và chúng ta phần mic, nhạc và mic thì chúng ta có thể chỉnh bằng cơ. Hay quá trời luôn. Chúng ta chỉ việc đây, chúng ta chỉnh được bằng cơ. Đấy, bằng cơ.
quá hay luôn đấy, giống như một cái EQ đấy. Em luôn luôn nói cái là đây này, con vang này nó kết hợp giữa một con vang, một con vang cơ và cộng một con vang số và một con EQ đấy. Đây chúng ta thấy này, em khẳng định với các bác là bác tháo những con EQ nhà bác nào đang dùng, các bác chả thấy cái khu vực này này nó giống y chang con EQ luôn. Đây là cái phần mà các bác hay chỉnh EQ đấy, đằng trong con EQ nó là như thế này này đấy, và ở ngoài đây nó chỉnh EQ của nhạc của mic hay quá là tuyệt vời luôn, một con vang không thể một điểm chê đấy. Cái phần trên này là cái phần để xử lý tín hiệu chỉnh bát tép, tức là phần EQ, còn phần dưới là chỉnh xử lý tín hiệu. Tháo cái men dưới này ra mới kinh khủng này, cái men này phải nói là kinh khủng luôn, linh kiện của nó cực kỳ là chất lượng, nhìn mà cái bo nó thực sự là các bác này, để mà tìm ở trên thị trường được một cái dòng vang mà bo nó đến 2 tầng như thế này khẳng định không có, ngoài em chưa gặp một cái dòng vang nào thứ hai như con vang này. Và thực sự là nó làm về cái chất lượng của con vang này, về chất lượng về linh kiện, chất lượng về âm thanh không có một điểm chê, phải nói là xuất sắc. Con vang này đây, bây giờ đây ở đây nhá, con vang này cái lô này nó cùng OK88 thì nó có hai phiên bản, hai loại đấy. OK88 một loại thì đây chị nói luôn cho các bác nghe, cái con trên này này, con trên này là phần dãy, trên này là chúng ta chỉnh bát tép của phần nhạc đấy, music đây, bát này chung tép đây. Cái nút này là chỉnh phần cắt xúc đấy, và cái này là chỉnh của mic. Trời ơi, mic đây, nhiều bác thấy hát tép tiếc không lên đấy, chúng ta muốn chỉnh không biết chỉnh ở đâu, con này đây nó nằm ngay đây. Còn phần vang nhại ở đây nó có những cái chế độ đây, chống hú đây, trời ơi nút chống hú đây, music đây, có những chế độ của nhạc đây, chế độ của mic đây, chúng ta muốn hát chế độ nào chỉ việc bấm cạch cạch như thế này thôi. Các bác xem cái video hướng dẫn đấy là có đầy đủ luôn. Còn cái con dưới này này, ngoài trên đây là phần đây của mic này, đây là mic này này, hai EQ của mic, hai EQ của mic, phần đây là phần nhạc này, EQ của nhạc này, ngoài đây là chỉnh này, phần sub này, phần center này, rồi chỉnh luôn con này đấy. Con này thêm một cái ở đây nữa này, nó cái con này này nó thêm một cái phần EQ của này, ở đây là vòng quanh này, cắt tần số thấp này đấy, đấy bass này, chung này, này chung này, tép này, tép chép này, cắt tần số cao luôn này, như một con vang số nhưng mà nó lại chỉnh bằng cơ mới hay chứ. Trời, một con vang thực sự là xuất sắc, hay một cách giả man, phải nói là thế, hay giả man luôn, không thể mà tìm được những cái con vang cơ lai số mà nó hay hơn con này được, thực sự là rất chi là khó đấy, khó cực kỳ luôn. Mà em nói kết dòng vang này thực sự là ghép gia đình thì thôi rồi, các bác đến hát phát là mê, phải nói là thế. Tiếng echo gì vọt của nó thì không có một điểm chê, ngọt như mía luôn, khả nói là thế, tiếng cực kỳ là sạch. Cái chúng ta để ý là những cái dòng vang cơ hiện nay trên thị trường mà nó đấy, vang cơ trên thị trường hiện nay nó rất chi là có nhiều cái hạn chế, nỗi đình nỗi đám như con Gutin là nó có gì vọt, còn đa số những cái dòng vang khác là nó chưa có gì vọt, nó chỉ có phần echo, chúng ta chỉ hát nó chỉ tầm hơn âm ly một chút. Nhưng đối với con vang này chúng ta có khả năng là con vang này vang cơ, nhưng nó sánh ngang được rất nhiều những cái dòng vang số tên tuổi của nó, mà thực sự là đủ tiêu chuẩn để các bác lắp phòng hát karaoke kinh doanh đấy, em khẳng định luôn đấy. Vì là cái vang này em đã bán ở trong miền Tây cho một số bác rồi, là vì là các bác ở trong đó không có thợ họ chỉnh vang, họ cứ mua vang cơ về họ ghép, để bảo lấy cái này về ghép vào trong cái vang, vào trong cái phòng hát ok đấy, tức là lấy vô ghép phát vát khách phản ứng lại ngay, vàng cực kỳ là hay. Con vang này thì nói luôn cái giá của nó hiện nay là 2.300.000 đồng, 2 triệu, rẻ hơn nhiều những cái dòng vang cơ khác các bác nhé, nhiều hơn nhiều, nhưng mà con này dễ chỉnh cực kỳ luôn. Các bác xem tất cả những cái video hướng dẫn, cái video mà em hướng dẫn cài đặt đấy, các bác cứ xem em sẽ gửi cái phần mô tả luôn cái phần đường link của cái video cài đặt đấy, các bác click vào đó các bác xem hướng dẫn, các bác mua xem xong các bác cài được luôn, nhanh mà gọn. Mà tiếng con này thì trời ơi, hát thì không thể có một điểm nào chê, phải nói là một con vang số lai cơ. Con này có 200 con các bác, 200 con. Thực sự là chưa bao giờ em nghĩ là em nhập được một cái lô hàng mà nó lớn như thế này. Đấy.
Đây số lượng ở đây thì các bác nào có thắc mắc thì ít thì cũng không ai đi đếm của em ở đây cả. Tuy nhiên là hàng của em đang còn, em bóc không thể hết, em bày hết ra đây rồi, không thể bày bóc để bày hết đây trên nhà thì được, tại vì em để dưới kho nữa. Đây để em quay clip thôi. Đấy, bác nào mà đến nhà em sẽ thấy cái lô vàng này em xếp vào trong kho, các bác sẽ thấy một nó khủng đến mức nào luôn. Một cái dòng vàng thực sự là nhiều khi mà đang ở đây có lẽ cũng rất nhiều anh em thợ là nhìn thấy là thèm. Tuy nhiên là cái dòng vàng này em sẽ không bán thợ các bạn, em chỉ để bán lẻ phục vụ các bác là chính. Đấy. Tại vì là để bỏ nó thỏa cái lòng trước đây với em là đi tìm những cái đơn vị cung cấp của cái vàng này để em làm phân phối của nó, tại vì nó thực sự là cái vàng này bán nó sướng. Đấy. Cái vàng Gutin nó hay chỉ được 8 đến 9 7 8 phần so với con vàng này. Con này phải nó là 10 thì con vàng Gutin chỉ 7 8 thôi. Mà con vàng này phải nói là giá nó hợp lý, tiếng nó hay. Đấy. Các bác ạ. Đấy. Con vàng này thì chính sách bán hàng của em nói luôn như thế này. Em bán bao hay cho các bác, không cần các bác trả lại cho em. Đấy. Không cần các bác đặt cọc cho em nhé, không cần các bác đặt cọc cho em. Các bác mua vàng, các bác lấy đặt hàng, em gửi, em cài đặt sẵn, em gửi cho các bác về, các bác cắm vào, bác hát thử, hát ok các bác thanh toán, không ok các bác hoàn lại tiền cho em, không cần ấy. Em bán khẳng định là em bán bao hay nhá. Đấy, cho nên mà các bác không phải lo cái chuyện là rủi ro khi mua hàng của em nói phét, em nói khoác hay gì ấy. Thực sự là cái vàng nó phải đảm bảo nó thực sự nó chất lượng thì bên em mới dám khẳng định và bao cho các bác được đến mức độ như thế. Nếu như cái vàng mà nó dở chẳng ai đi bao cho các bác như thế, đó là thế. Bán bao hay là một cái điều mà thực sự là không phải anh em nào dám ở trên chợ dám làm, mà chỉ có cửa hàng mà em mới dám làm. Đấy. Thực sự cái từ bao hay ở đây nếu như mà dân Nam thì người ta sẽ hiểu, nhưng dân Bắc có thể hiểu đâu na là đến mà thử không hay các bác không nhận hàng, tức là phải hay. Đấy, giống như đó là khẳng định là thế. Và cái này thì các bác mua thì các bác cứ liên hệ với em số điện thoại ngay phía dưới màn hình, nhận hàng mới thanh toán, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, bảo hành cho các bác 1 tháng. Bảo hành 1 tháng các bác nha, lưu ý nha, không có tránh trường hợp các bác bảo là em bảo hành 3 tháng, em bảo hành 1 tháng cho các bác. Vì dòng vàng bãi này bảo hành cho bác 1 tháng thôi. Vàng này thì cứ ok cho các bác về soi thoải mái thoải mái, vì là cái này là quyền lợi các bác, được tháo ra các bác kiểm tra xem là sửa chữa gì, cũng là một cách để mà giúp bên em kiểm tra, tại vì là lô vàng này bên em mua về thì không thể kiểm tra từng con một được, tức là bên em chỉ test sống cài đặt ok là gửi cho bác, cùng lắm là vệ sinh thợ bên em vệ sinh, chứ cũng không thể là soi mói từng kỹ cho các bác được. Thì các bác cứ về kiểm tra, nếu như mà con nào mà đã sửa chữa gì thì các bác gửi lại cho bên em. Thì đó là cái nói trước, không có lại đó các bác, là bên em bán hàng là sửa. Thì thực ra cái vàng này bên em là về không thể kiểm tra từng con một hết được, cũng giống như vàng số đó. Các bác mua con nào thì bên em bốc và cài đặt con nó và khi gửi cho các bác. Đấy. không thể phải nói là không thể cài đặt hết, kiểm tra hết được, xem là từng cái mối hàn giống như các bác được. Đấy. Thì em xin là kết thúc video tại đây nha. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng bên em nhé, số điện thoại ngay phía dưới màn hình. Xin chào, hẹn gặp lại các bác. Chốt lại giá bán 2.300.000 đồng của các bác, free ship nhá, toàn quốc.